đại gia đình chúng ta an lạc quý vị ai về đạo Phật. À đây là một cái đạo tràng niệm Phật mà chắc chắn sẽ được chư Phật Bồ Tát long thần hộ pháp gia trì. Vì biết rằng À, cái pháp môn niệm Phật này bị tụng trong uh, kinh Di Đà, kinh vô lượng thọ, thì vì tụng để bị sẽ thấy pháp môn niệm Phật này rất thù thắng. Pháp môn niệm Phật này uh, được mười phương chư Phật dùng tướng lưỡi rộng dài để mà tán thán pháp môn niệm Phật. Từ nơi đó mà cái pháp hội này uh, vì sao những đức nó được chư Phật Bồ Tát hộ trì long thần hộ pháp gia hộ Là vì sao? Vì cái đạo tràng niệm Phật này rất là trang nghiêm thanh tịnh. Mỗi một con người thiện duyên thiện căn để đi vào đây để mà tu tập. À, từ một đứa con nít nho nhỏ cũng thiện duyên thiện căn mới đi vào đây tu. Nếu người mà không đủ thiện duyên thiện căn thì không tin pháp này vì mà người ta tự vào trong đây gia đình dù từ một người cho đến đạo tràng vài chục người để mà cùng nhau niệm phật không có dính vào vật chất hay là kêu gọi tiền bạc vật chất gì hết nên đạo tràng này là đạo tràng rất đặc biệt và thù thắng thì nhớ rằng là Đại Lão và Thượng Tịnh Không Ngài giảng kinh Hoa Nghiêm Mà Ngài ngưng giảng giữa chừng Ngài giảng kinh Vô Lượng Thọ Đệ tử hỏi Ngài vì sao Ngài không giảng kinh Hoa Nghiêm tiếp tục Mà giảng kinh Vô Lượng Thọ Ngài nói Ngài giảng kinh Vô Lượng Thọ Để tán tháng bổ nguyện di đà Mà tán tháng bổ nguyện di đà Cho chúng sanh niệm Phật nhiều chúng sanh niệm Phật thì mới cứu vãn được những kiếp nạn của nhân sinh. Thì biết rằng là cái đạo tràng này mà Bao nhiêu con người trong nước ngoài nước Để tập trung lễ thành một cái đạo tràng Trên rung này để cùng tu Thì cái công đức niệm Phật này Nó quá giải kiếp nạn nhân sinh nhiều Nhiều lắm Và từ ngay chỗ những người con bắt hiếu Cũng quay đầu hiếu thảo Vì niệm Phật Con người không chân thật Nó chuyển cái tâm thành chân thật Nên từ nơi đó một cái đạo tràng niệm Phật gì thôi gọi là một đậu tràng niệm Phật thù thắng Chắc chắn được chư Phật Bồ Tát gia hộ gia trì Hãy nhớ kỹ Nên khi mà nhà Đức tu tập trung Với cái đậu tràng trên không chung này Nó thù thắng đó, quý vị ơi Quý vị không biết vô niệm Phật cảm giác như thế nào Quý vị biết rằng là Cái cảm giác niệm Phật nó rất là an lạc Và rất là đặc biệt luôn à, Vô tu tập dù là một mình nghe Hai ba người Mà nó rất là an lạc luôn Tuyệt vời lắm Vì sao gì không vì con người vô tu là nó rất tự nhiên à, họ phát tâm họ vô niệm phật tu tập nên thí dụ như ở ngoài đó chùa Bồ đề sư cô tập trung phật tử để cùng tu tập gì thù thắng vì biết rằng là pháp đệ nhất nên khi mà đức phật mà, mà giảng kinh di đà không người hỏi mà Phật tự dạng Vì sao? Vì đệ tử của Đức Phật bậc A-la-hán không biết phải không tình độ Nên Đức Phật tự dạng Còn Kinh Vô Lượng Thọ Thì Đức Phật cũng là hiện tướng Trang nghiêm đẹp Mà Tôn Giả An An thỉnh hỏi Đức Phật Vì Tôn Giả An An biết Đức Phật ngày nay Chắc chắn là có đại pháp gì chuẩn bị dạng Nên thấy Đức Phật phóng quang nè rồi sắc diện Đức Phật quá đẹp mà từ xưa tới nay Tôn giả A Nan ở bên cạnh Phật chưa từng bao giờ thấy lúc nào Đức Phật phóng quang đẹp như vậy và dung nhan Đức Phật đẹp như ngày hôm nay. Nên Tôn giả A Nan biết Đức Phật chuẩn bị giảng đại pháp cực kỳ thù thắng. Có nghĩa là Đức Phật chỉ hiện tướng như vậy thôi để Tôn giả A Nan thỉnh hỏi. Thì Đức Phật khen Tôn giả A Nan khi thỉnh hỏi Đức Phật thì Đức Phật khen rằng là cái lời hỏi của A Nan ngày hôm nay hỏi thôi. Còn hơn là cái công đức mà tôn giả a nan cúng dường cho một cõi bậc a la hán một cõi bậc a la hán vì phải nhớ kỹ nghe chứ không phải là một cõi chúng sanh bình thường đâu còn hơn là cúng dường cho một cõi bậc a la hán cái công đức chỉ một lời hỏi thôi đó tại vì lời hỏi của ngài a nan hôm nay sẽ giúp cho chúng sanh tặng đời vị lai nhất là chúng sanh chúng ta cái cõi ta bà này 9.000 năm trong thời mạt pháp sẽ được nhờ cái pháp môn tịnh độ này nên hiện tại chúng ta hoàn truyền Pháp Môn Tịnh Độ này, đem Pháp Môn Tịnh Độ này để giới thiệu cho từng nhà và mở rộng ra nhiều con người để biết được Pháp Môn Tịnh Độ này, để niệm Phật. Thì vị nghĩ rằng chư Phật Bồ Tát sẽ tán thắng cái vị cỡ nào? Vì chúng sanh ở cõi ta bà, là cõi ta bà gọi là ngũ trượt ác thế, và là trượt ác khổ đau, nhiều thứ kiếp nạn. Mà chúng sanh ở cái cõi đó hiện tại đang tin Pháp Môn Tịnh Độ và muốn đem pháp môn tịnh độ này để giới thiệu mà mười phương chư Phật dùng tướng lưỡi rộng dài để tán thán pháp môn tịnh độ cũng là vì mục tiêu để cho cái quốc độ các ngài nghe được pháp môn tịnh độ thù thắng mà giới thiệu cái pháp di đà này để mà cầu sanh cực lạc từ nơi đó mà quý vị biết rằng là giờ này mà bao nhiêu con người ngồi đây niệm Phật không đơn giản chút nào nó quá thù thắng nên quý vị biết rằng là tôn giả anh An chỉ thỉnh hỏi Đức Phật thôi mà Đức Phật tán tán Cái công đức lớn cỡ nào đó. Nên từ nơi đó mà vị biết rằng Phong tình độ này không đơn giản Phải là người đầy đủ thiện căn phúc pháp nhân viên Mới tin được cái pháp này Vì cái pháp này quá đặc biệt Chỉ có, có một câu Phật hiệu thôi Mà vị nghĩ và tự tin không Ngày giảng ngày nói rằng là 49 năm Đức Thích Ca Mâu Ni thiết pháp Một bên để để lên bằng căn Một bên là một câu Phật hiệu để lên bằng căn Khi căn lên thì ngang nhau Thì nhớ cái câu ngang nhau này mình phải hiểu ngang nhau là đối gì pháp bình đẳng chứ thật sự thì đối với chúng sanh thờ mạo pháp thì phải nói rõ ra là câu vật hiệu này nặng hơn 49 năm đức thích ca mâu ni thiết pháp vì sao vì 49 năm đức thích ca mâu ni thiết pháp bây giờ chúng ta không thâm nhập nổi thì nhẹ một câu vật hiệu chúng ta niệm và tu được nên nặng hơn cái nặng hơn là ngay chỗ Lợi ích cho chúng sanh Cái quan trọng là lợi ích cho chúng sanh Nên Ấn Tổ tiên truyền Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát Quá thăng Ngài nhập thắt hơn 30 năm Ngài diệt Đại Tạng Kinh bởi vị phải nhớ rằng là Ấn Tổ Ngài thông 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 giáo Ngài vô Ngài diệt Đại Tạng Kinh Câu nào không phù hợp Ngài dám điều chỉnh lại luôn Mà người dám điều chỉnh lại Ở trong Đại Tạng Kinh không phải là người tầm thường Phải là bậc Đại triệt Đại ngộ mới dám vậy mà khi ngài bước ra khỏi liêu thắt ngài để là một câu để cho chúng ta đời sau nhận thức cội nguồn tột đỉnh thâm sâu nhất chỉ trong hồng danh a di đà nghĩ cỡ nào chưa Như là nhấn mạnh ngay câu vật hiệu này vì ngài biết cái người mà diệt đại tạng kinh không mấy người diệt được mà thông nên câu vật hiệu này có thể thành tựu một đời giải thoát nên ngài nhắm mục tiêu chỉ điểm cho mình câu vật hiệu này đó là những điều những đức dẫn dắt Vì pháp niệm Phật này cho quý vị thấy cái pháp niệm Phật này không đơn giản Tại sao Đại Lão Hòa Thượng Tịnh không Ngài giảng kinh thiết pháp nhiều như vậy Mà Ngài tán tháng Hòa Thượng ấy hiền Một người không biết một chữ nào niệm một câu Phật hiểu Mà Ngài nói rằng Ngài bái Hòa Thượng ấy hiền làm thầy Và Ngài nói rằng trước không có Hòa Thượng ấy hiền Sao sẽ không bao giờ có Đây là lời Hòa Thượng Tinh không nói rất rõ ràng Hòa Thượng ngay hiền Ngài Niệm câu Phật hiệu này 92 năm Có nghĩa là trước không có cái người nào Mà niệm câu Phật hiệu này 92 năm Mà Từ khi gặp Phật Pháp Là thầy dạy cho một câu Phật hiệu Ngài đã niệm 92 năm Và tôi không mà nói sau này sẽ không có cái người Niệm câu Phật hiệu này 92 năm Và sự thành tựu tụ của tôi nghe hiền là Để là toàn thang xá lợi Sức ảnh hưởng đó Dài về sau của chúng sanh 9.000 năm thờ mọc Pháp nên đại lão và thượng tình không mà ngày si tôn và thượng Ái hiền là tổ sư thứ 14 của tịnh độ Tông Có nghĩa là sức ảnh hưởng của và thượng Ái hiền sẽ ảnh hưởng 9.000 năm chúng sanh thờ mọc pháp. Vì ngài đã biểu pháp pháp di đà thù thắng. Nên từ nơi đó mà mỗi người chúng ta khi gặp được pháp môn tịnh độ này đây là cái thiện căn rất là dày. Nên quý vị phải nhớ rằng cái pháp hội, cái đạo tràng niệm Phật của mình hiện tại là một đạo tràng thù thắng vì cái đạo tràng này sẽ không có việc quyên góp tiền bạc không có dính vào cái việc vật chất trong đây mà chúng ta là những con người gặp nhau đủ duyên vào trong cái cái đạo tràng zoom này để mà cùng tu thôi rồi cái cuộc sống của chúng ta mỗi người tự mình giải quyết nên đây gọi là đạo tràng thanh tịnh đạo tràng không có những cái việc chúng ta về đây để chúng ta có một cái ý niệm gì khác hết và chúng ta đưa lên những tư tưởng rằng Niệm Phật để mang tâm hiếu thảo. Niệm Phật để nhớ ơn tổ quốc, nhớ ơn đồng bào. Niệm Phật để chân thật đối với con người. Niệm Phật để có tình, có nghĩa. Niệm Phật để có chữ chung. Quý vị coi cái tư tưởng này đưa lên. Thì cái quốc gia này nhất định là một quốc gia có phước. Mà có một cái đạo tràng không chung thù thắng như vậy. Một là vì mặt tâm linh. Thì cái, cái đạo tràng này là đạo tràng có thể phát triển được vì mặt tâm linh giúp cho người âm được siêu, người dương được lợi. Và đạo tràng này là đạo tràng giúp cho những con người niệm Phật phát được tâm thiện. Mà phát tâm thiện thì gia đình hạnh phúc. Và một câu Phật hiệu này giúp cho con người hòa hợp sống với con người. Gia hòa thì vạn sự hưng. Một câu Phật hiệu thôi mà thù thắng như vậy đó quý vị. À. Rồi một câu Phật hiệu này giúp cho chúng ta mở tâm lượng rộng lớn ra. Một con người hẹp hòi ích kỷ nhỏ mọn tính toán so đo. Niệm Phật giết rồi đoạn cái tâm đó. Vì bị coi Bất cứ một quốc gia nào mà không thích Một cái đạo tràng niệm Phật như vậy Một cái nơi tu tập như vậy Vì sao? Vì nó không dính vào cái gì cả Chỉ là tự nhiên phát tâm Không ai gặp ai lôi kéo ai gì cả Ai có đủ thiện duyên Thì bước vào Cái đạo tràng niệm Phật này thôi Bữa nào rảnh thì vào tu Bữa nào bạn biểu công việc thì lo công việc Rõ ràng giống hệt như là Hòa Thượng Nghiên Hiền Hiền nói câu Niệm Phật không trở ngại làm việc Làm việc không trở ngại lên Niệm Phật Thì rõ ràng rồi Quý vị tu cái cái báo hội đạo tràng này thì sao Quý vị vẫn làm việc nhà Vẫn làm vợ, làm chồng đàng hoàng Làm con hiếu thảo không có trở ngại Vì quý vị không cần đi đâu xa Không cần đi đâu xa Tại nhà quý vị là một đạo tràng niệm Phật rồi Hoặc tại công ty, tại xí nghiệp Vì chỉ cần có chiếc điện thoại Quý vị thấy phù hợp không Cái thời đại 4.0 thù, thù thắng này quý vị biết Đem cái môn niệm Phật này áp dụng vào cái khoa học hiện đại này thì quá đặc biệt Tại công ty, tại xí nghiệp, tại chỗ làm Tại chỗ nào, bất cứ chỗ nào Chỉ cần chiếc điện thoại bấm lên là đạo tràng trên không chung của chúng ta Đạo tràng này cũng không ai muốn lấy làm gì nữa Tại vì sao? Vô hình, vô tướng Gần mà cũng như xa, xa mà cũng như gần Đạo tràng rất là lạ quý vị Những đức tính chắc đạo tràng này chỉ có chư Phật Bồ Tát gia trì gia hộ Để chỉ điểm chúng ta hình thành cái đạo tràng này thôi Đạo tràng rất là lạ thì hãy ngồi suy nghĩ, vì hãy hãy xem lại đi. có nghĩa là cái đạo tràng niệm phật này từ đó tới giờ bị ít thấy, cũng có người lập rung để tu, nhưng mà để mà chuyên nhất niệm phật niệm phật lấy phật như vậy, hành giải như vậy thì cái đạo tràng này khó khó thấy. chúng ta muốn nêu cái điều mà để phát triển cái pháp, cái những đức không phải để cầu cái danh gì cái lợi trong đây, vì những đức đâu có cầu chỗ này được nữa đâu quý vị. Bây giờ những đức đang ngồi đây một mình những đức cầu danh cái gì ở đây đây mà có danh thì người ta phải cầu cái lợi mà cái lợi thì những đức lấy lại không kiếm từ quý vị, vị rồi vậy cầu cái danh làm gì hư danh nó làm gì đúng không nên đối những đức thì từng đã tổ chức pháp hội mấy chục ngàn người những đức đã trải qua hết rồi những đức không không có quan trọng chỗ đó chỗ đó nữa mà cái quan trọng của những đức là muốn đem pháp môn Tịnh độ này giới thiệu pháp môn mười phương chư Phật đều tan than những đức tin chắc rằng Chúng ta có một sứ mệnh mới mà Chư Phật Bồ Tát chỉ điểm với chúng ta để làm lợi ích cho chúng sanh. Nên Đại Lão và Tự tin không khi còn tại thế ngày nói một câu rằng cái thời đại về sau này đạo tràng trên không chung là một đạo tràng thù thắng. Và Tự Tình không còn nói đạo tràng xe thồ. Xe thồ là gì? Tại vì bạn thường đi công việc, bạn thường đi trên xe. Nên đạo tràng xe thồ là gì? Là trên trên xe bạn mở mạng internet lên vào rung để tôi Gọi là đạo tràng xe thồ Còn những đức nói thêm là đạo tràng di động Chỉ bị xài điện thoại di động nhiều quá Đi nhiều quá nên nơi nào đi bắt điện thoại lên Là đạo tràng di động Di động là nó không cố định Ở nơi nào đi đâu chỗ nào làm việc Đó là đạo tràng của chúng ta Những đức thấy đúng quá thù thắng Mình càng nêu lên Thì mình mới thấy rằng đúng rõ ràng Chúng ta có một sứ mệnh mới Để đem pháp môn tu hành Của chư Phật Bồ Tát để mà chia sẻ áp dụng vào cái thờ đại hiện đại này để truyền tải tịnh độ nên đạo tràng này là đạo tràng đặc biệt thù thắng nên người có duyên với chúng sanh pháp môn địa phật này nên suy nghĩ về cái đạo tràng này và những đức mong nhiều người lập cái rúm này chứ không phải một mình những đức mà là nhiều người lập cái rúm này và chọn ra một cái cách tu làm sao mà cho người ta dễ tu làm sao mà cho người ta dễ tu nhất Thí dụ như có những người trì chú hay tụng kinh Quý vị hãy áp dụng làm sao Cho những người biết quý vị có được cái duyên đó Để cho họ tụng kinh trì chú Còn có những người niệm Phật Thì bị áp dụng làm sao Để cho họ được niệm Phật với quý vị Có nghĩa là mỗi một người có nhân duyên Và truyền pháp tu tùy duyên Điều tốt hết Tụng kinh trì chú niệm Phật lễ Phật xá hối Đều có cách điều tốt hết Thí dụ như Nửa tháng người ta lợi chùa người ta sám hối lần Nếu như có những người người ta không có thời gian để lợi chùa sám hối Thì lập cái room này cho người ta tại nhà sám hối Sám hối hồng danh đâu đó Tùy thôi Điều tốt hết Chỉ cần một cái ý niệm thiện Để nhắm vào cái pháp đều là tốt Chúng ta không phải nhất thiết Đặt vấn đề là mọi người Phải lấy cái cách tu của mình để phổ biến Không phải nên quý vị biết rằng cái giáo pháp Đức Phật có 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Vì sao? Vì có 8 vạn 4 ngàn căn tính chúng sanh. 8 vạn 4 ngàn cái nghiệp. Nên mới đưa ra 8 vạn 4 ngàn cái pháp tu. Để mà phù hợp vào cái nghiệp của chúng sanh. Để lợi ích cho chúng sanh. Nên từ đó chúng ta không chấp cái pháp nào hết. Chỉ cần ai đủ duyên cái pháp nào thì tu cái pháp này. Miễn làm sao chúng ta có duyên niệm Phật. Thì chúng ta sẽ tán thắng niệm Phật hết lời. Vì cái pháp này tiện tu dễ tu gần gũi chúng sanh nên vì coi đứng nít cho xíu xiu nó ngồi đó kế cô đồng quy vậy đó kim quy vậy đó. Nó, mấy đứa nhóc nhen nhỏ 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 thế chưa lễ vật người ta lễ vật gì đó nghe tối hôm nay người ta lễ quân âm xong nghe mấy đứa nhỏ nhỏ đó đó mấy cô phải lì xì cho người ta để mai người ta đi học á à, chủ nhà nó nít mà nó tu được vậy là đáng khen chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu mà khen không thì chưa nói lên gì đâu Khen thì phải có quà Nghe không Đây là đạo chàng nhí Mà mấy đứa nhỏ là dễ thương lắm á Nếu như những đứa ngồi đó là như đứa lì xì liền á Vẫn đâu nghe Nhưng mà giờ những đứa không ngồi đó Thì người lớn ở đó đó Chủ nhà đó Bỏ bao lì xì đi Để cho mai các cháu đi học Thứ hai Nè 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 nên từ nó con nít mà vậy là giỏi thì thấy lễ vật rất nghiêm túc đứa bé nhà tí tí nữa đó đứa bé mà nó, nó, nó u nu u nóc ngồi kế bên kim quy thấy chưa người ta mà có khi lễ vật ngồi đứng một mình ngồi một mình lễ đó là cái điều đặc biệt lắm cái dụ đoàn cô chuyện cái đứa nít rồi đó nó, phải, nó tu được là phải, phải, phải động viên lì xì si, chuyển mà làm hiểu <laughs> không nó từ nơi đó Ví dụ như con mình nhà đi nó niệm Phật được này không phải là con niệm con niệm Phật là con giỏi lắm. con ngoan lắm. Em con dễ thương lắm. Nên cái 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 dễ thương đó đó lì xì cho các cháu. Tại vì sao động viên nó chứ không có gì hết. Như những đức rủ người ta tu mà mỗi lần pháp hội, những đức còn mua quà tặng quý vị mà. Ngồi suy nghĩ đi, những đức còn tặng quà quý vị mà. Còn bây giờ thì thôi, những đức bây giờ thì đâu có gì nữa đâu. Bây giờ mà cho không biết sao mà cho được đây. Em ơi, Dù có cho cũng được Tại vì quý vị ở đâu tùm lum tùm la như thế có biết cái đâu đâu mà cho à, Thôi quý vị tự cho quý vị đi <laughs> Tự niệm Phật Phật Bồ Tát cho quý vị nghe không Cho quý vị cái sự bình an, cái hạnh phúc Cho quý vị cái pháp tu Đó là sự ấm áp và hạnh phúc nhất chúng ta đã hưởng được rồi đó Anh nguyện tam bảo giang hộ cho quý vị Câu vật hiệu này nắm cho chắc cả đời niệm Phật Đừng có thói tập Khi bỏ báo thân này Chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc và những đức cái thông báo chương trình tối hôm nay là 6 giờ 30 chúng ta tập trung đầy đủ hết. rồi xong á như đức nói chuyện chừng nửa tiếng đổ lại về cái nguyện của âm Bồ Tát. Cái tâm của âm Bồ Tát xong rồi chúng ta sẽ lễ Bồ Tát quán thế âm. Khoảng cỡ 10 giờ là chúng ta xong chương trình lễ Bồ Tát quán thế âm tối đêm nay và ngày mai thêm ngày nữa nha. Quý vị chăng thật cố gắng để mà ủng hộ cái pháp hội lễ Quan âm trên không trung này để mở ra một trang sử mới về pháp môn niệm phật lễ bồ tát quán thế âm trên không trung đặc biệt thù thắng những đức rất cảm ơn quý vị và chúc quý vị luôn luôn an lạc ai di đạo phật ai di đạo phật ai di đạo phật. phật chúng ta hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc quý vị ơi ai di đạo phật ai di đạo phật ai với đạo phật ai với đạo phật ai dưới đào phật.